Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Thế Sơn Toyota. Rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký, like để ủng hộ kênh và cập nhật những thông tin về thị trường ô tô cũng như các chương trình khuyến mại trong tháng. Giá ô tô tuần này tiếp tục giảm sâu đến 200 triệu đồng. Nhiều mẫu ô tô tiền tỷ của Ford, Honda, Suzuki tiếp tục công bố giảm giá mạnh với mức giá cao nhất trong tuần này là 200 triệu đồng. Tháng 3 vẫn được đánh giá là giai đoạn thấp điểm của nhu cầu mua sắm ô tô, nay kèm theo dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến thị trường xe càng thêm trầm lắng. Đó là nguyên nhân đến nay nhiều hãng đại lý xe vẫn ra sức tung khuyến mại giảm giá xe hấp dẫn thu hút người tiêu dùng Việt. Đáng chú ý, mới đây, các đại lý xe Isuzu đang áp dụng chương trình giảm giá sâu cho hai mẫu xe Muis và Demas. Theo đó, SUV 7 chỗ Isuzu Muis phiên bản 4x4 AT Redditor sẽ được giảm 200 triệu đồng. Giá bán sau điều chỉnh là 920 triệu đồng và giá bán lẻ là 1 tỷ 120 triệu đồng. Phiên bản Isuzu Muis phiên bản 4x2 AT Redditor hiện đang giảm 90 triệu đồng, giá sau ưu đãi là 870 triệu đồng, giá bán cũ là 960 triệu đồng. Phiên bản Muis 4x2 MT B7 và 4x2 AT Limit đều được giảm giá 60 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi lần lượt là 760 triệu đồng và 930 triệu đồng. Bên cạnh đó, đại lý cũng tặng quà giá trị tương đương là 30 triệu đồng cho khách hàng, bao gồm nắp thùng, nâng cửa sau tự động, hộp chứa đồ, camera hành trình và camera 360. Riêng mẫu tái bản Isuzu D-Max cũng được các đại lý giảm giá bán từ 60 đến 140 triệu đồng tùy vào từng phiên bản. Cụ thể, khách hàng khi mua Isuzu D-Max 1.9 AT LS được giảm 140 triệu đồng, giá bán sau điều chỉnh là 600 triệu đồng. Isuzu D-Max phiên bản 1.9 AT 4x4 Redditor giảm 80 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi là 740 triệu đồng. Nhận mức giảm 60 triệu đồng là phiên bản D-Max 1.9 MT LS, giá bán của xe sau giảm giá là 590 triệu đồng. Thời điểm này, nhiều đại lý Honda cũng đồng loạt giảm giá Honda CR-V với mức giảm được ghi nhận cao nhất lên tới 120 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu là tiền mặt giảm trực tiếp và 60 triệu đồng còn lại là tiền phụ kiện đi kèm. Bên cạnh đó, cũng có nhiều đại lý sẵn sàng giảm trực tiếp tiền mặt nhiều hơn ở mức 70 triệu đồng. Mức ưu đãi này tăng lên gấp đôi so với thời điểm nửa cuối tháng 2 trước đó. Giữa tâm bão bị khách hàng tố chảy dầu, mẫu Ford Everest được các đại lý áp dụng giảm giá hơn 100 triệu đồng với phiên bản sản xuất năm 2019. Trong khi đó, phiên bản Ford Everest 2020 mới, nâng cấp sẽ nhận mức ưu đãi 30 đến 50 triệu đồng tùy từng phiên bản. Nhờ mức giảm cao trên, Ford Everest 2.0 P Turbo hiện chỉ còn khoảng 1 tỷ 299 triệu đồng so với giá niêm yết chính hãng 1 tỷ 399 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng nhiều phụ kiện kèm theo. Tuần đầu tiên tháng 3, nhiều hãng xe đại lý cũng có động thái giảm giá trong thời gian qua. Như Toyota Việt Nam, ngoài giảm giá xe, còn hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ cho 3 mẫu xe Corolla Altis, Innova 2 phiên bản và Fortuner 2 phiên bản. Nhiều đại lý Honda được ghi nhận giảm giá mạnh cho các mẫu xe như HR-V, Civic hay CRV. Nhiều mẫu xe giảm giá trên dưới 500 triệu đồng cũng được áp dụng giảm giá khá mạnh 10 đến 60 triệu đồng trong tháng này. Đây được xem là thời điểm vàng cho những người tiêu dùng có nhu cầu mua xe ô tô. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5.
hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam. Nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm. Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.